Gói này là gói gì nhỉ? Super Net 1. Gói này bao tiền? Tôi cũng không rõ nữa. Thuê bao này sẽ rơi vào khoảng đi theo đường dây điện đi em ơi. Gần 700m, 614m là đo trên Google. Không phải thang ông ơi. Lấy xe mà đi. Đường này lấy xe đi được. Từ từ mày, để anh. Này phải anh xử lý cơ. Chưa cần phải thang. Ông ở đây xem nó mắc dây thì ông kéo lại thôi. Chìa khóa tốt ơi. Đâu? Một thuê bao 700m kéo bao không? Mày chết cha mày đi. Mẹ. Em ơi con. Lúc nãy ném ra ngoài này mà. Đâu nó vào trong này. Thôi, bịt mẹ. Mất chìa khóa này là đau đầu đấy. Anh thấy nó rơi vào đoạn này mà. Ai thấy đâu chưa? Thấy rồi. Đây mày ngồi đằng sau xe. Ông Nhân ơi, ông để ý mấy cái góc cua này nhá. Có cái xe máy thì bảo họ đi chậm lại. Đây, trèo lên đây. Rơi luôn này hai. Cầm nhẹ thôi, nếu mà nặng thì vứt dây. Bao này kéo là quá dễ dàng. Nhưng mà chỗ này trèo hơi khoai đấy. Khổ gốc quá. Nếu chiều nay nữa thế à? Đi xe máy mất 5 phút rồi. Quá đơn giản. Nhờ. Thuê bao này bằng thuê bao 200m. Làm hắt lên phút lên kia luôn đấy. Hả? Làm hắt phút lên trên kia luôn đấy. Đi kéo lại à? Không đi được. Nổn nhỉ. Con xe này không giấy tờ à?
cái trâu không chính chủ. Không là bán lại cho anh nữa đi. Hả? Bán lại cho anh. Bán lại cho anh em mình. Mày là mua xe khác mà đi. Mua xe lịch sự hơn. Điều buồn tăng cô ngân nga cũng làm xa đưa em về nó nhờ. Điều buồn mẹ mấy xe nó đi đạp qua cái dây rồi biết bị sao không. Dạ. Đưa không đưa đây dây đây cho anh. Mày cắt lấy khoảng độ tầm 20 mét nhé. Ơi mày cứ cắt đi, mày cứ cắt dây đi đó, cắt lấy 20 mét tí mà đi bộ bên. Alo. Thì thiết bị của chị Luyến ấy gì? Của em là anh làm xong rồi đúng không? Ờ anh đấu anh làm xong rồi. Em đang cầm thiết bị cho chị Luyến, em mới hỏi là có còn đấu hay không. À cứ đi đâu chơi thì đi đi. Vẫn đang kéo à? Ờ. Ok thế thì em đấu nốt cho trả sau rồi em vào nhá, em sợ cần luôn đấy. Không, chưa cần. Tốt ơi, chốt đi em ơi. Chốt đi. Đủ rồi. Khu này nhà khách hàng là 6 hecta. Quá là rộng. Toàn cây rất đẹp. Ào, đầy cá. Hả? Ờ đủ rồi. Trèo được lên cao. Đây em chốt sang bên này, bên kia không? Báo kia mang cái thang rồi. Ờ nhá. Ông ơi, ông mang thang vào đi nhá. Ok. Thôi, tí nữa mày đi xe ra.
Vâng, anh à. Anh đi đâu đây? Anh đi thế này làm cái giếng như thế này. À, đang làm giếng. Sao bảo là xa không kéo đường? Đâu ạ? Nó bảo ông Trung vào bảo kéo mà xa không kéo được. Đâu, bọn nó đề xuất, bọn nó giám đốc nó đề xuất làm rồi mà. À. Cho anh hỏi cái wifi của anh sao giờ bên nhà yếu thế nhỉ? Bên nhà nào? Bên chỗ chạy anh ấy. Không, mấy nay nó mạng nó hơi kém rồi. À. Thế bây giờ nó kém là làm thế nào? Không, mấy nữa nó ấy xong là được mà. Ban đêm hơi kém, còn ban ngày anh dùng vô tư, đúng không? Ngày nó cũng kém. Ban ngày cũng kém á? Anh mở chú bi cho loa hát cái tao anh. Sang cột kia đi ông ơi. Sang cột kia một chút đi. Vâng vâng. Alo. Em à. Vâng. Em ơi, đi của anh như thế là nó bị mẹ hai cái camera không xem được. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở trại lợn ấy. À, hai cái không xem được anh? Hai cái nó đéo có video, không có thông video. Rồi rồi, mai em qua em xem nhá. Nó không. Anh cắm lại, rút ra cắm lại rồi cái số 14, 16 mà tới đéo được. Thế thì anh lần chạy cái dây nguồn của nó ấy. Dây nguồn á? 14, 16 là mắt ra hướng ra đâu ấy anh nhỉ? Mắt 14, 16 thì nhờ, nhớ nhớ nó ra đâu nữa mà. Cắm vào thấy nó không, anh cầm đi cầm lại không được. Vâng, 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 vâng. Thế bao giờ qua mà sửa anh nhỉ? Sáng mai em qua. Đây. Thế là anh phải cần quan sát nhiều lắm. Vâng, vâng. Anh nhớ nhá, anh chết luôn. Anh chết luôn, em leo lên cái kia em gác luôn. Không, mày chạy sang cột bên kia đi. Thế là. Ừ. Đây, mày quấn như này thôi mà đây. Đảo đi đảo lại mấy vòng là xong. Gì đâu. Buộc gần gần vào. Trời. Ây à.